sống luôn. Nó cực kỳ mập luôn nha cô chú anh chị. Coi nè, lớp mỡ của nó nè, cái này nè. Xin chào ngày mới của chú anh chị nha. Thì hôm nay chắc buổi trưa thì Vũ có đi thăm lờ cá lóc. Vũ có chống xuồng qua tới bên đây nè. Thì từ hướng nhà Vũ bên đó đó, Vũ chống qua bên đây. Bây giờ mình cùng đi thăm lờ cá thôi. Hôm nay là đi thăm buổi trưa nha. Cánh đồng này hổm Vũ văng câu diện đây nè. Chắc chiều nay rảnh rảnh đi văng câu diện nữa. Cái xuồng của Vũ thì tạm thời bỏ đó nha, không có chống ra mà xong được, nó chìm á. Hiện tại thì nó lủng, cái xuồng nó lủng lum hết rồi, nó hư rồi, giá lại nó cũng lủng hoài. Bây giờ mà lội qua tới cái chỗ thăm lờ thì cũng khoảng 2 cây số nữa mới tới. Cái bữa mà Vũ thăm nó ngứa mình mẩy á, nó bị môn á, hôm nay Vũ không dám đi thăm sớm, đợi tới trưa nắng nắng nè đỡ một chút. Không biết hôm nay tình hình có tuột quần cởi áo không không nữa. Hổm bị trúng cái chặn đó về mình mấy ê hết trơn mà. Rồi Vũ đi qua tới bên kia rồi tiếp tục ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Đây mọi bữa thì cái xuồng Vũ đậu tuốt đằng đó đó. Như còn hôm nay thì Vũ lộ bộ dẫn lội qua con kinh nhỏ này luôn. Kinh nhỏ này khác với con kinh hôm qua nha. Kinh hôm qua nó bự, ngày nào cũng lội xong hết. Bữa nay người ta xịt thuốc lục bình nó chết dễ lội quá. Đây cặp mé mà nó sâu cái này. Cái khu vực này là cái khu vực tuột quần nè, để sổ ở đây. Bên đó dù có con cái, những cái bờ nhỏ này ở trong mương là có con cái, trong mương là có con cái hết. Cái đầu tiên này vô đây kiếm một cái khủng coi. Không thấy gì nha. Gì đây? Ui trời ơi, con rắn. Gì cá, gì cá con. Cái luồng này Vũ nó thế nào Vũ cũng lụm được con rắn gì cá mẹ. Nhưng mà không biết khi nào. Cá con nó vô nó ăn cá nè, cái bụng nó chăn ban luôn nè. Tán gắn ghi cá mẹ chừng 3 kg đã tiền không. Con nhỏ nhỏ này đem về nuôi luôn. Hôm nay Vũ cũng được mấy con rồi, làm cái mùng bữa nào ra mua cái mùng nuôi nó, người ta có bán mà chợ cái mùng nhỏ nhỏ sẵn. Đặt lời chắc còn dính hoài mà, khu này lung vào không. Cái con này nó có ăn cá trong bụng nữa. Con này thì mình làm nhẹ nó được. Ê, nó lọt ra luôn kìa. Nó lọt ra luôn, rách lưới gì lọt ra luôn nè. Rách rồi. Dưới cái bụng cá lại rồi. Trời, nó hạ không ra kìa, nó cắn cái cây. Nó cắn cái kìa. Wow. Đau nhỏ vậy đó. Nó cắn cái gỗ. Vô. Chắc cái này có gách rồi. Cái đầu tiên thì cũng gắn trời. Không sao nha. Vũ giá cái lại cái nó vô nó cắn cá chết, nó ăn tùm lum hết trơn. Giờ Vũ đặt mấy cái chỗ mà khó khó dở không
lội đồ. Mắc lời quá trời, còn được có bao nhiêu cái đâu. Tầm khoảng năm mấy sáu chục gì đó. Cho nên bây giờ đặt kỹ kỹ. Tán gắn cái ra mua lại chừng 30 cái lời đặt cái đá. Có con gì không đây? Gì vậy? Trời ơi, một bầy cái sặc luôn. Vô bên cái ao sen, chỗ con gắn hổ hèo hổm bò qua nè. Vũ đặt cái lời cũng đây. Đây. Trời, cái lời bữa nay cạn dữ trời. Ủa, cái mương này bữa nay xả nước ra rồi. Trời ơi, trời ơi, con cá nó tát. Con nghệ đâu trời. Ê, ê, trời, 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 nó cũng kinh. Đừng kinh thường nha, cạn cạn thấy vậy đó. Trời ơi, cái máy nó bị dính này. Trời ơi, cái gì? Ui, không thể tưởng tượng được. Một bầy cá chê luôn. Cái máy nó bị dính nước rồi. Một bầy cá chê luôn cô chú anh chị ơi. Khẩm cái lợi này rồi. Đây có con cá lóc kìa. Nè. Cá lát chết rồi. Trời ơi, cá lát chập bá luôn, chết veo rồi. Ủa, ngon chưa? Cá lóc chập bá luôn. Đừng khinh thường mấy cái lợi này. Còn bốn cá chê nữa nè, thấy không? Cạn queo mà nó chảy ghê thiệt. Vô một khúc rồi. Cái lời này Vũ có làm cái miệng đổ ra luôn, cắt luôn. Để thọt thọt tay vô bắt lâu quá. Có, xuống hết trơn thấy không? Còn con này bị kẹt ở đây rồi. Trời ơi, cái lời này cái ấm hỉnh luôn. Đây nè, dây cột lời của Vũ này chứ không phải dây giá nha. Giá giết chịu hết nổi nha. Nó gách tùm lum hết trơn, cái lời này thấy vậy đó. Chứ giờ là phải thế nào cũng gách một hai lỗ à. Cá vô nhiều quá cũng gách, mà cua vô nhiều quá cũng gách luôn. Có bù vàng. Quýnh cái lợi này cái hơn 1 kg luôn nha. Nó cá nhóc ở chợ nó ăn đi em. Gắn kìa. Trời ơi, cái bụng nó thì lế luôn. Nhìn mấy gắn cái cá con đã thiệt. Để Vũ giá lại cái lợi này, thấy gách lỗ à. Ôi, cảm ơn. Trong đây còn cá nhiều lắm. Mới dỡ cái mà không dính nè. Đặt lại trong đây rồi qua bên kia xong. Mấy cái chỗ này Vũ gặp biết bao nhiêu con ông Nghệ mà nói. Ông Nghệ trong đây dữ dằn lắm. Không có đường vô. Phải có đường mà đi vô sông tiết trong kia. Cái đường này là đường mương nè. Cái được một cái đường mương. Trên đây là hai cái bờ. Thì trong đó ông Nghệ quá trời luôn. Cái lời này đặt trong bịch quá ta. Dở quá, đặt trong bịch dở. Không dính nè. Vô dẹt dẹt cái đường bên đây đặt lại đây. Rồi ngay cái đường nước này cũng ngon lắm. Kèm bác nè. Trời 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 trời. Con quấy giặt gì trong cái lờ rồi. Trời trời trời. Cạn queo luôn rồi trời. Cái đường nước cá lóc ra ốc vô nè. Có người ta luôn kìa trời. Mà bữa nay nó cạn quá chắc tôi dời luôn nha. Trời ơi trời, cá chê ông hội ơi, nguyên một bầy nữa hay rồi. Trời ơi, con cá rô nè,
chú anh chị ơi, nó đã. Không dám lên tiếng luôn, để vô tắt máy đi xa cái được. Nó đã rồi nè cô chú anh chị ơi. Vô một khúc rồi, con cá gô rồi nè. Ây da, da. Ây da, tội gô nó dậy. Tội gô, cá gô nó đen. Cái này mà vô đây, vô lung này ngồi giật cá gô chắc đã lắm đó. Tội gô nó đen mà nó mập rồi nè, như con heo vậy trời. Tráng tư, cá đẹp. Chết, con món ngon. Vô một khúc rồi, trời ơi. Cá lóc này, cá lóc này nó bị rẻ rồi, nó bị cá chê hay bị cá rô gì kẹp rồi nè, nẹt rồi nè, đã chưa? Đã, đây, cái loại này chắc nước nó không cạn là nó sẽ dính nhiều hơn. Ơi chết con rồi. Chết con cá chê nè. Cá L1. Cá L này đủ vốn luôn. Bà, trời. Ngoại dông. Trời ơi. Đây nè, con cá lóc này vô lâu dữ rồi. Luồn lời này hai đêm rồi. Sao mà chết hết con này, ổn ghê trời nè. Cá chê nó bự. Bữa này trúng rồi. Vô một khúc luôn. Trời trời, lời còn nhiều lắm nha cô chú anh chị, chưa gì trơn mà. Một khoang rồi. Cỡ gần 3 kg rồi đó. Gần 3 kg chứ không ít đâu nha. Rồi, vô đi tiếp đây. Đi hồi nãy giờ chưa được cái dậy nữa chân trời. Mà bữa qua bên khu này thăm là cái dậy dữ lắm à. Đây cái lợi có nghiêng nghiêng nè. Cái lợi có trọng đích này nha. Đó đó giật giật kìa. Trời ơi. Thôi. Cá sặc nó làm giật. Cái đồ vô rồi chứ. Trời trời cái mương này cá nục quá kìa. Đó. Trời ơi nó chạy kìa. Cá dữ trời. Cái mương này mà câu cá thì thôi luôn, có giỡn rồi kìa. Không biết cái gì luôn á. Bữa nay hơi đói bụng rồi nha. Sáng ăn có gói mì vậy. Hồi về mình coi bắt cá mình làm đồ ăn luôn, ăn cơm luôn. Trời ơi cái thờ này khăm một chục chuyến là nó không chạy một chục chuyến luôn á trời. Từ lúc mà chạy đường cặp cái dậy tới nay luôn. Thôi dời nó đi nha. Lờ mà đặt thăm hoài mà không dính chứ. Đặt bữa đầu tiên đường cặp cái dậy tới nay luôn, không chạy con nào. Chắc hết luôn á vậy, cái mương này có một con một hai cặp luôn. Trời dưới trời không chạy cái sặc luôn. Ôi trời trời, cái gì đây? Trời ơi. Một bay cái sặc luôn trời. Cái lời này hôm nay chắc trời ơi, cạn queo luôn rồi. Ôi trời con rắn nữa rồi. Chà bá luôn, hịnh luôn. Còn sống không? Trời ơi lần đầu tiên rắn nước nó bự nè. Còn sống luôn. Quỷ thần ơi. Trời trời. Lần đầu tiên có vũ luôn con rắn nước này nó bự. Kìa. Không nè. Ủa. Chú anh chị nghĩ sao rắn nước này? Nó bự kinh rồi trời. Gạo ơi. Con này mà hầm một cái thì một khúc luôn.
con này chắc độ chắc trên nửa ký rồi. Để Vũ bắt nó ra cái nó dính kẹt cái đầu rồi kìa, cái lỗ bay lớn mà nó chẹt không được hết trời. Vũ có làm lợp á, Vũ làm lợp lứ lỗ 8 ly à. Cái lỗ này là 1/2 à, 8 ly à, cho mấy con này khỏi lột kẹt đầu. Chú anh chị coi gắn nước mà nó bự nè, đáng tư. Con này thì không dám buông cái đầu ra luôn, nó táp dữ lắm, táp nha. Con này trên nửa ký, nặng chịu chịu à. Trời ơi, da nó giống da gắn hổ à. Đây, da mà sáng nè, móc xì à. Con này mà hầm đu đủ một cái thì tới luôn, không còn gì để chê luôn. Con gắn á, con gắn thì Vũ bắt ra được rồi nè. Bây giờ cái khó khăn của Vũ nhất là hôm nay không có đem theo túi lưới. Để Vũ đi về dài Vũ coi có cái túi lưới mít của ai mà gách gách không, Vũ đựng đỡ. Trời trời, vô gắn này quá đã rồi. Ngon luôn cô chú anh chị ơi. Chết cha, túi lưới gách nữa. Để coi còn xài được không. Được được, còn ngon nha. Này ta giục nè, gách ta giục nè, Vũ lụm nha. Ba cái hột mít gì không? Vô rồi, vô rồi. Buồn ngủ gặp chí manh. Cái lung sen này tầm khoảng 10 công đất. Lung sen này đặt lời cá là ok luôn. Cá lóc chắc chê dữ dằn lắm ạ. Nhưng mà đặt là chắc không tới mình thăm đâu. Lội qua lội lại con kinh này thì hết chén cơm rồi. Đây Vũ thăm lời rồi hết trơn. Bây giờ Vũ mời cô chú anh chị mình về nhà coi coi hôm nay mình thu hoạch được cá nhiều không. Với lại mình sẽ chế biến con gắn này ăn cơm, với làm một số cá ăn cơm nha. Đói bụng lắm rồi, sáng giờ chỉ ăn con gói mì. Lội từ múc bên cái gần chàm mấy cây cao cao bến, lội tới đây mà chưa tới đâu. Còn phải lội lại mệt bằng cái xuồng nắng nữa. Sắp tới được cái xuồng à. Quá mệt. Thăm buổi trưa nó nắng, nắng thiệt. Nhưng mà bù con cái là nó cũng khỏe người mình lắm, khỏe đủ thứ lắm. Rồi giờ chống xuồng về. Vũ lội vừa tới nhà nghe cô chú anh chị. Đây còn gắn tổ chản nãy nè. Giờ sẽ Vũ sẽ đi tắm cái rồi lên làm đồ ăn cơm nha. Đó, cá nè, quá ngon. Tắm cái mới được, điện hồi là nó tăng lên mấy nữa. Cái con gắn này cực kỳ mập luôn nha cô chú anh chị. Coi nè, cái lớp mỡ của nó nè, cái này nè, hết sức cái đùm mỡ rồi. Ngon quá trời luôn. Vợ Vũ đang cháy ngoài tỏi bên trong chuẩn bị làm thịt con gắn này nè. Thịt nội cái đùm mỡ thôi là thấy nhức nách rồi. Con gắn này hơn nửa ký nha. Trời ơi, cái gan nó ngon. Hôm nay có món ngon luôn. Hồi lâu có hàng ngon đâu có ấy được. Con này bán đâu có nhiều tiền đâu, nhưng mà ăn thì thịt nó ngon. Cái gan nó mà bị lớn à. Hết hồn không? Cái này cháy mỡ tỏi sẵn rồi cho nên mình không cần cháy con gắn đâu. Rồi cho vô luôn. Ui trời, tỏi nách. Đây là cái gì con gắn Vũ cũng không biết nữa. Lấy đại luôn bỏ uổng. Rồi đại lên cho nó hầm. Cho muối vào.
tự nấu tự ăn mà. Bột ngọt, đường, gắn nó cũng săn lại nghe cô chú anh chị. Bây giờ vũ cho đủ rồi luôn, những cái nồi bắt quá đu đủ này mà được đu đủ da vàng đỏ ăn mới ngon. Cái này nó còn non màu trắng, nhưng mà không có thì chơi luôn. Vô nhìn cũng xịn sò ấy con, đùm mỡ này hồi quất một cái là tới luôn. Rồi xong, giờ chỉ cần đậy lại chờ nó chín là lụm. Bắt hết đi. Hôm con tới sáng luôn chưa ngủ. Nguyên đêm hôm ngủ được gì? Nhỏ này nó ăn dưa leo nè, nó ngủ nguyên đêm nó ói dùm lum hết chứ. Nó nguyên đêm nó hành con ngủ không được luôn. Sáng nay không nấu đồ ăn cơm luôn. Tự nấu cái này là vũ tự nấu nghe cô chú anh chị. Mình tự nấu, mình tự xử, mình tự ăn luôn. Rồi mà đem ra nó chê cho nó nhịn luôn ha. Nó xịt khói ra luôn rồi cô chú anh chị ơi, chắc được rồi đó. Khui. Đấy, hấp dẫn chưa? Rồi, bây giờ múc ra ăn thôi cô chú anh chị ơi, đói bụng rồi. Rồi nè, cái phanh nó đã chưa nè. Đùm mỡ đây. Rồi còn cái gan đâu nữa. Gan đã. Cái đuôi nè. Nó chứ còn gắn nước vào bự bự cái này chạy lờ nó. Hôm nay Vũ ít thấy lắm nha. Mới bữa nay được con hầm ăn cho phê. Rồi như trước đây. Đậy lại cho nó hầm hơi lại. Dạ, rồi ra thưởng thức cô chú anh chị ơi. Tới giờ cơm rồi. Người ta ăn cơm sáng giờ này, 1 giờ mấy rồi mới ăn cơm sáng nè. Chấm với nước mắm nha. Đấy, cái này là thịt kho. Thịt kho hôm qua còn hâm lại ăn. Đây, Vũ mời cô chú anh chị mình thử miếng nước nè. Nhìn thấy là phê rồi đó. Nước tới luôn. Nó ngọt. Thử miếng đủ rồi. Ối nguyên hôm giờ có sức mồ hôi nè. Bành nó báo á, nguyên đêm nó làm ngủ không được luôn. Mắt chạy cái giống thuốc sau hè nằm á, mũi cắn muốn chân chết. Ngon. Ê, mời cô chú anh chị mình miếng gắn nước mà cái này đâu có nhỏ đâu, nét đi đấy, nét rồi đó, nhìn cục thịt gắn trắng nõn không đã nè, về chưa, quét vô nước mắm vô đây cái nữa đó. Cho nó thấm cái ha. Gắn này thịt dữ thiệt, gắn nước này cỡ này cái này cho lên là thịt nè, con còn tầm nửa ký cho lên là ăn bao ngon luôn. Ngon. Mập mấy con kia ăn hổng như sữa găng. Rồi nó ra một hồi kìa, húp bên này nhiều vô nè cho khỏe nè. Ăn gắn là mình phải bóc mới ngon nha. Đây Vũ mời của chú anh chị mình nè, như gắn lâu mới đựng con hầm ăn cho đã. Cái này mà đu đủ này nó tại nó xanh quá chứ mà nó vàng vàng hay là đỏ hồng hồng ha, mùi nó, thơm nó bên mẹ còn nhưng mà uống ngọt rồi.
ngắn nước này đó, vũ bắt có bắt được con 1,4 kg gắn tổ chán luôn, về nó ăn một cái béo. Mấy ông kia hỏi mua quá trời mua về hầm nhậu á, vũ không bán, đem về hầm ăn trời đã. Con ngắn nước này thịt nó với thịt con hổ hành nó tương đương nhau, hổ hành bự á, nhưng mà tại sao con ngắn này nó rẻ mà hổ hành nó mắc, vũ không hiểu. Nhưng mà thịt con này ngon cực kỳ luôn nha, chứ không phải nó thua hổ hành đâu. Cảm nhận cái sơ thịt nó cứng hơn của hổ hành. Ừ. Con hổ hành nó đã hơn. Ừ, hổ hành nó bổ. Ừ. Con này chỉ ngon thôi, nó không bổ. Không bổ mà ít. Ừ. Chùm mỡ của anh nè. Ừ, bút mỡ đã. Trời, sáng giờ mới có miếng gì vô trong bụng luôn. Rất mệt mỏi. Mệt là than, dưa leo mà ăn cho cá gỗ. Ăn sống á. Chơi cái đầm ruột gắn ra cho đá ra nè. Quảng xịn luôn nè. Đầm ruột này chắc cỡ 3-4 công cụ chứ. Nhưng mà hôm nay không có rượu, chỉ có cơm trắng thôi. Ngon chưa? Cái này cái gì nó có nó nè. Nãy giờ vô không biết nè. Đó, cái ruột non hay gì, chơi luôn thử biết. Đây, mời cô chú anh chị, ruột gắn nè. Ủa không phải, mở con gắn này chắc tới luôn. Ăn rồi biết. Tại nó béo. Chơi miếng đủ không? Đã. Đang đói bụng. Mấy cục rồi? 2 cục. Chơi cái gan cái đã luôn. Ngon quá. Bé không? Húp nước này vô nó nóng nha cho nó khỏe. Bé mà bự. Mình giống trứng cá quá ha. Gắn béo, gan chập bá, nói với gan hổ ngựa, bành bành bành. Thôi chắc Vũ sẽ kết thúc video ở đây ha. Chứ để quay hoài cô chú anh chị nói ăn nhem nhem chết miệng nữa. Thì nói chung là hôm nay chủ yếu là bằng con gắn này, thịt nó luôn, thấy nó ngon quá. Thì chắc hẹn cô chú anh chị mình lại lần sau ha. Thăm mà dính được con nào to hơn con gắn này nữa, mình làm cái khác. Hy vọng là thế. Múc gần miếng ở đây, lụm.